Đầu tiên là tôi phải khẳng định tôi ủng hộ cái cuộc luật thuế tài sản, nhưng phải được nghiên cứu thấu đáo trên cơ sở nền tảng xã hội của Việt Nam cũng như trên cái mặt bằng chung tại lãnh thổ Việt Nam, chứ không phải anh có thể học của nước ngoài theo một cái cách là gì, người ta thu thì mình cũng thu, mà lại không đặt ra một cái câu chuyện minh bạch, thống nhất, bình đẳng từ ban đầu. Cái thứ nhất là cái việc nhà nước thu thuế là chính đáng. Nhưng vấn đề ở đây là thu thuế thì phải minh bạch thu chi. Thứ hai là thu thuế thì phải xét đến cái mức sống của người dân, mức thu nhập của người dân để đánh thuế. Với mức độ 700 triệu một căn nhà mà đã phải đóng thuế thì đối với dân thành thị với cái mức giá nhà đất hiện nay có nghĩa rằng đa số người dân ở thành phố sẽ phải đóng thuế. Họ không thể đóng được thuế thì họ sẽ tìm mọi cách để đối phó với chính sách thuế. Và khi người dân đối phó với chính sách thuế thì lúc này đang đẩy người dân vào cái gọi là vi phạm pháp luật. Giữa hai cái Bộ Tài chính cần cân nhắc. Một là tăng thu để bù đắp chi. Hai là giảm chi để khoan dân. Hai vấn đề đấy là hai vấn đề rất lớn. Bộ Tài chính cần phải nghiên cứu cho nó kỹ. Tất nhiên, người dân cũng hiểu rằng khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định với các nước, thuế nhập khẩu trở về bằng không, nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu giảm xuống, cái hàng hóa xuất khẩu đi cũng vậy. Thế thì gặp rất nhiều khó khăn. Và cái cuối cùng mà Bộ Tài chính đang chưa làm được trong cái dự thảo luật thuế lần này, đó chính là gì? Chưa tạo được một cái sự đồng thuận cao trong xã hội khi mà người dân tham gia đóng thuế chưa cảm thấy tự hào về việc mình tham gia đóng thuế, tự hào về việc mình đóng thuế nhiều. Những người đang chưa đóng được thuế nhiều phải cố gắng phấn đấu để được đóng thuế nhiều hơn. Và cái này thì tôi cho rằng chính các nước trên thế giới họ đang làm rất tốt. Vậy Việt Nam cũng cần phải xem xét cái cách họ đã làm như thế nào để từ đó có những cái học và mang về áp dụng với Việt Nam. Tôi cho rằng không hề khó.